Sau khi được miễn vòng 1, Rafael Nadal bước vào trận ra quân tại Barcelona mở rộng năm nay với trận đấu với Ilya Ivashka, tên vật đang xếp hạng 111 thế giới. Bị đánh giá thấp hơn, song Ivashka sớm dội gáo nước lạnh vào hạt giống số 1 với chiến thắng 6-3 trong set 1. Tuy vậy, đây cũng là tất cả những gì mà tên vật người Belarus có thể làm được. Rafa nhanh chóng gỡ hòa ở ván sau đó, trước khi khép lại trận đấu bằng thắng lợi chung cuộc 3-6, 6-2 và 6-4 sau 2 giờ 20 phút. Màn ngược dòng ngoạn mục giúp tên vật Tây Ban Nha ghi tên mình vào vòng 3. Tại đây, đối thủ chờ đón tên vật số 2 thế giới là Kei Nishikori. Sau dự án European Super League đổ vỡ, có tin đồn cho rằng nhà Glazers, chủ sở hữu hiện tại của Manchester United sắp khăn gói chia tay. Ngay lập tức, Conor McGregor đã bày tỏ sự quan tâm của mình trong việc mua lại đội chủ sân ở Trafford. Này mọi người, tôi đang nghĩ đến việc mua lại Manchester United. Mọi người nghĩ sao? Anh chia sẻ trên Twitter. Theo ước tính, tài sản ròng của Conor McGregor rơi vào khoảng 120 triệu đô. Con số này có thể vươn đến mức 200 triệu đô sau khi gã đi bán nhãn hiệu rượu do mình sáng lập. Mặc dù vậy, để có thể mua lại Man United, võ sĩ người Ireland cần số vốn lớn hơn rất rất nhiều. Dưới bàn tay nhà Glazer, Quỷ Đỏ không gặt hái thành công về mặt danh hiệu, song tăng trưởng mạnh mẽ về mặt hình ảnh. Giá trị thương hiệu của Man United hiện tại ước tính lên đến hơn 4 tỷ đô. Sau gần 2 thập kỷ gắn bó, mối liên kết giữa cố cầu thủ NBA Kobe Bryant và Nike đã đi đến hồi kết. Theo thông báo mới đây từ bà xã Vanessa Bryant, cô cho biết sẽ không gia hạn hợp đồng với hãng thể thao Nike vì không tìm được tiếng nói chung. Nguyên nhân được cho rằng Vanessa thất vọng với việc Nike hạn chế sản xuất các sản phẩm giày và trang phục thi đấu sau khi Kobe Bryant qua đời. Qua đó, khiến các sản phẩm của Kobe bị đổi giá rất cao. Vanessa Bryant hiện đang nộp đơn đăng ký bản quyền thương hiệu rất nhiều tên, hình ảnh và logo liên quan đến Kobe Bryant để sử dụng với mục đích thương mại. Kế tiếp, bà xã của cố cầu thủ sẽ hợp tác với một hãng thể thao khác để giúp các sản phẩm của Black Mamba được tiếp cận nhiều hơn tới người hâm mộ. Hôm 10 tháng 4, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam VFV ra quyết định cảnh cáo huấn luyện viên Phạm Kim Huệ cùng 3 vận động viên Nguyễn Thu Hoài, Hoàng Thị Phương Anh và Nguyễn Ninh Anh. Lý do là bởi bốn cô trò những lời đầu quân chơi Vĩnh Phúc nhận tiền cọc nhưng sau đó thay đổi ý định ở lại Ngân hàng Công Thương. Dù Kim Huệ và các cầu thủ của mình hoàn trả tiền cọc, song phía nhà tài trợ Vĩnh Phúc vẫn đề nghị VFV xử phạt vì cả bốn làm tổn hại tới uy tín của hãng. Bức xúc trước án phạt của liên đoàn, Kim Huệ khẳng định sẽ nhờ luật sư vào cuộc nếu không rút án phạt. Trong chia sẻ mới đây nhất với VN Express, chủ tịch VFV Lê Văn Thành khẳng định án phạt dành cho Kim Huệ và các học trò là chính xác. Kim Huệ chưa nghỉ ở đơn vị cũ nhưng đã nhận lời sang đơn vị mới. Cô ấy đã nhận tiền cọc lớn, sau đó lại đổi ý trả lại tiền để không đi nữa. Phía Vĩnh Phúc cũng đã kiến nghị lên VFV đòi treo quyền chỉ đạo, nhưng chúng tôi chỉ phạt cảnh cáo. Nếu ai cũng làm như Kim Huệ thì bóng chuyền Việt Nam sẽ loạn mất. Theo thông tin từ thể thao VN, Venus đã bị bắt sau khi VCS mùa xuân 2021 kết thúc vì lý do tàng trữ trái phép chất cấm. Sự vắng mặt khó hiểu suốt thời gian qua của cựu thủ thuật SVTC khiến tin đồn càng trở nên có cơ sở. Trong chia sẻ mới đây, Thảo Thảo, người yêu của Venus, đã được tiếng phủ nhận việc bạn trai rơi vào vòng lao lý. Hiện tại, mình chưa thể cho các bạn câu trả lời chính xác, nhưng có một điều chắc chắn là tin mà hôm nay báo đăng trên mạng là sai sự thật. Trước đó, Venus từng dính vào không ít scandal, như công khai chỉ trích huấn luyện viên Minh Hạo sống lỗi, trở thành Tuesdays trong drama với đồng nghiệp Hà Tiểu Phu. Với thái độ thiếu chuyên nghiệp trong khoảng thời gian khoác áo SPTC vừa qua, thủ sinh năm 99, dự bảo sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong sự thi đấu phía trước.